trong này nói gì? Quẻ ly mão dậu rõ ràng. Rồi, quẻ ly mão dậu rõ ràng điều này có nghĩa là đầu tiên sẽ là phải là mão, đúng không? Mão, đâu rồi, mão thì đấy sẽ là sửu, đúng không? Mão sửu thì về đấy sẽ là hợi. Rồi đến dậu, đến mùi và đến tỵ. Chúng ta kiểm tra lại quẻ ly mão dậu rõ ràng, quẻ ly mão đây, dậu đây, như vậy là chính xác. Tiếp theo, sửu mùi quẻ tốn an bài, đây là quẻ tốn. Đó, quẻ tốn, xin lỗi, quẻ tốn là phải viết như thế này đúng không? Rồi chúng ta vẽ lại quẻ tốn đi. Thuần tốn. Rồi, quẻ thuần tốn thì chúng ta vẽ là đâu rồi? Thuần tốn là sửu mùi đúng không? Thuần tốn này, thuần tốn, sửu mùi sẽ bắt đầu bằng sửu. Sửu thì sẽ là gì? Sửu hơi dầu. Rồi, mùi tỵ mão. Mùi tỵ mão. Rồi, kiểm tra lại bài thơ sửu mùi, đây là sửu, đây là mùi, như vậy là chính xác, quẻ tốn. Tiếp theo, dân thân trốn khảm, như vậy quẻ khảm sẽ là dân và thân, quẻ khảm. Đây là thuần khảm. Rồi, thuần khảm thì sẽ là dân và thân, thì bắt đầu bằng dân. Dân đó rồi, dân thì sẽ là dân thìn ngọ. Dân thìn ngọ. Tiếp tục, thân quất về là tí. Thân quất và trên cùng lá là tí. Như vậy thân khảm sẽ có là dân thìn ngọ thân tốt tí. Kiểm tra lại quẻ khảm dân và thân, dân thân, như vậy là đúng. Tiếp tục quẻ cấn, quẻ cấn là thìn tuất, quẻ cấn là đây, đây là quẻ thân cấn. Thân cấn thì gồm có bắt đầu bằng thìn. Thìn thì chúng ta phải đi theo chiều kim đồng hồ cho xuống đúng không? Như vậy là thìn ngọ thân, thìn ngọ thân. Rồi mới tuất tỷ dân, tuất tỷ dân. Rồi thìn ngọ thân tuất tỷ dân, đây là quẻ thân cấn. Chúng ta kiểm tra lại thìn tuất, như vậy là chính xác. Đây chính xác không? Thìn dân, thìn ngọ thân tuất tỷ. Rồi đúng rồi. Cuối cùng đó là quẻ khôn. Quẻ khôn là mùi sửu, đúng không? Quẻ khôn là mùi sửu. Chúng ta vẽ lại quẻ khôn bên này để cho dễ thấy. Đây là quẻ khôn, thuần khôn. Đây là thuần càn. Rồi, quẻ thuần khôn thì chúng ta sẽ thấy rằng là sửu mùi, mùi sửu đúng không? Sẽ bắt đầu bằng mùi. Mùi thì đâu rồi? Mùi, mùi tỵ mão, mùi tỵ mão. Sửu hơi dậu, sửu hợi dậu. Rồi chúng ta kiểm tra lại mùi sửu, mùi sửu, như vậy là đúng. Rồi, như vậy là mình vừa hướng dẫn với các bạn cách để mà chúng ta án địa chi vào quẻ dịch. Thì đương nhiên qua cái bài sau mình sẽ chỉ cho các bạn một cái mèo để các bạn không cần phải học thuộc cái bài học, bài thơ này, chúng ta vẫn có thể là án được địa chi. Tuy nhiên về mới làm quen chúng ta có thể biết về cái bài thơ này. Còn bài thứ hai, bài tiếp. Theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn là các bạn không cần phải học thuộc, các bạn vẫn có thể án được địa chi vào quẻ dịch. Đương nhiên như đầu cái bài học mình đã nói rồi, sẽ có nhiều cái bài thơ khác nhau. Mỗi người sẽ có một cái bài thơ, chế ra một bài thơ hoặc sáng tạo một bài thơ, hoặc là học thuộc một cái bài thơ để chúng ta án cái quẻ dịch, án cái địa chi vào quẻ dịch. Nhưng mà mình sẽ sử dụng cái bài thơ này. Bởi vì sao? Khi sử dụng cái bài thơ này mình sẽ hướng dẫn rõ được cho các bạn là gì? Là cái quẻ dương nó sẽ án địa chi dương, đúng không? Quẻ âm nó sẽ án địa chi âm, và nó sẽ đi quy luật là theo chiều, tức là theo chiều thuận hay là theo chiều nghịch. Thì cái bài thơ này, dựa vào bài thơ này chúng ta sẽ thấy rõ được cái chuyện đó. Còn nếu như các bạn đọc luôn là ví dụ như can tỷ dân thìn ngọ thân tuất,
Ví dụ như vậy thì cái đó là giống như là học vẹt, giống như là học thuộc lòng rồi, thì nó không có mang nhiều ý nghĩa, mặc dù cái bài thơ đó nó có thể nó sẽ đơn giản hơn cái bài thơ này. À, rồi bây giờ mình sẽ lấy một ví dụ một quẻ bất kỳ, đúng không ạ? Tạm thời chúng ta sẽ xóa cái bài thơ này, chúng ta lấy một quẻ bất kỳ, bởi vì ở đây rõ ràng là chúng ta chỉ mới lấy 8 quẻ thuần thôi, đúng không ạ? Còn bây giờ giả sử như cho một quẻ bất kỳ thì chúng ta ăn địa chỉ như thế nào? Giả sử người ta cho một quẻ gọi là phong lui lại, đúng không? Phong lui, bây giờ chúng ta sẽ ăn địa chỉ như thế nào? Thì chúng ta sẽ thấy rằng là lời quẻ phong lui có phải nó bao gồm thường quái của quẻ tốn không? Đúng không? Nó là thường quái của quẻ tốn và hòa quái của quẻ chấn. Thì lúc này chúng ta sẽ dùng cái địa chỉ là hà quái của quẻ chấn để chúng ta an vào đây. Và cái phần trên này chúng ta sẽ thường quái của quẻ tốn để chúng ta an vào đây. Như vậy là chúng ta sẽ xong. Đầu tiên chúng ta tìm vào quẻ thân chấn để chúng ta lấy cái hà quái. Như vậy hà quái của quẻ thân chấn sẽ là tí dân thìn, đúng không? Thì chúng ta ghi vào đây là tí dân thìn. Như vậy là xong. Phía trên này nó sẽ là thường quái của quẻ thân tốn. Thường quái của quẻ thân tốn thì chúng ta lấy cái thường quái thôi, chúng ta không cần quan tâm đến cái hà quái. Như vậy thường quái sẽ là mùi tỵ mão, ghi vào đây sẽ là mùi tỵ mão. Đó, như vậy là chúng ta sẽ ăn xong cái địa chỉ. Đương nhiên thì thế nằm ở 3 ứng nằm ở 6 thì bài thể ứng chúng ta đã biết được rồi. Đó, như vậy là chúng ta sẽ hoàn thành được là thể ứng và ăn cái địa chỉ vào quẻ dịch. Bây giờ giả sử như chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ khác, ví dụ như hỏa thiên đại hữu đi, đúng không? Đây là quẻ hỏa thiên đại hữu, đúng không? Rồi ví dụ quẻ hỏa thiên đại hữu này chúng ta sẽ an cái địa chỉ vào như sau. Quẻ này nó được cấu tạo bởi hà quái của quẻ thân can, cho nên chúng ta lấy cái hà quái chúng ta viết qua. Hà quái của quẻ thân can nó chính là tí dân và thìn. Đấy, tiếp tục thường quái của quẻ thuần ly thì chúng ta sẽ lấy thường quái của quẻ thuần ly ở đây là thường quái, đây sẽ là lấy dầu mùi tỵ, lấy qua dầu mùi và tỵ. Vậy xong, hết sức đơn giản, đúng không ạ? Không có gì là khó hết á. Lấy một ví dụ khác để cho các bạn nắm. Giả sử như là quẻ thiên hỏa đồng nhân đi, thiên hỏa đồng nhân. Thiên hỏa đồng nhân thì dưới này sẽ lấy quẻ ly, đúng không? Quẻ ly là lấy hà quái. Quẻ ly rồi, hà quái của quẻ ly. Hà quái của quẻ ly chúng ta sẽ lấy là mão sửu hợi. Chúng ta sẽ ghi vào đây là mão sửu hợi. Quẻ trên này là thuần can, đúng không ạ? Trên này sẽ lấy thường quái của thuần can, thì chúng ta chỉ cần lấy thường quái của thuần can ra ngò thân tuất. Như vậy đây sẽ là ngò thân và tuất. Như vậy là xong, hết sức đơn giản, không có gì phải khó hết. Đương nhiên những cái cách làm này sẽ làm cho các bạn sẽ là gì, nắm biết được các cái quy luật để mà chúng ta án vào quẻ dịch, cho chúng ta không chỉ là học thuộc lòng, không chỉ là học theo một cách gọi là học như vẹt ha. Phần án địa chỉ đến đây là kết thúc. Qua bài tiếp theo mình sẽ tiếp tục hướng dẫn cho các bạn cách án địa chỉ vào quẻ dịch theo một cái mèo khác, một cái mèo để mà các bạn không cần phải học thuộc bài thơ, các bạn vẫn có thể án được địa chỉ. Rồi, xin chào, hẹn gặp lại các bạn ở bài học tiếp theo.